năm giáp thìn bão lụt, cứ 60 năm nước ta lại đón một siêu bão. Thủ tướng ra công điện số 3 ứng phó bão số 3 đổ bộ đất liền. Bão số 3 Yagi đang diễn ra theo kịch bản rất xấu. Cập nhật ảnh hưởng bão số 3 tại các địa phương. kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trên chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiện nay theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, gió mạnh đã ghi nhận tại Cô tô Quảng Ninh cấp 12 giật cấp 15; tại cửa ông Quảng Ninh cấp 12 giật cấp 14; thành phố Hải Phòng cấp 7 giật cấp 9; Thái Bình cấp 7 giật cấp 10; thành phố Hải Dương cấp 6 giật cấp 8. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km một giờ, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km một giờ. Năm 2024 cũng là năm giáp thìn. Đúng 120 năm về trước, vào năm giáp thìn năm 1904, một trận bão lớn ập vào Nam Bộ đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Theo nhiều tài liệu, trận bão này đã tàn phá từ Bà Rịa Vũng Tàu đến tận Cà Mau, làm gần 10.000 người chết. Chỉ riêng tỉnh Định Tường và Gò Công Cũ đã có 5.000 người chết, 900 cây cổ thụ lâu năm bật gốc, phá tan nát miền Nam. Trên tờ Nông Cổ Mín Đàm, một trong vài tờ báo tiếng Việt xuất bản sớm ở Sài Gòn, số ra ngày 9 tháng 6 năm 1904 có mấy câu thơ. Thình lịch một trận bão thinh không, nước lụt năm rồng gặp tháng rồng, rồng thổi chốc cây chim khiếp vía, đất bằng nổi sóng, chúng kinh hồn. Đây có lẽ là tờ báo chữ quốc ngữ đưa tin sớm nhất về trận bão kinh khủng xảy ra vào năm Giáp Thìn 1904. Nông cổ Mín Đàm số ra ngày 12 tháng 5 năm 1904 tiếp tục có bài miêu tả hậu quả của trận bão như sau. Tại Sài Gòn, dưới sông, ghe chài và ghe đò chìm chẳng biết bao nhiêu, trên bờ cây ngã chật đằng, Cú ly làm đàng dọn không sể. Đèn khí thì đứt hết, chạy không đặng, đến đỗi, đô thành đều phải ở thầm. Còn những kho tàng, nhà cửa, ghe tàu hư hại ước chừng một vạn hai 950 chục đồng bạc. 60 năm sau, tức vào năm giáp thìn 1964, mưa lớn kinh hoàng do bão đã nhấn chìm miền trung. Chỉ riêng Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi Cũ đã có gần 10.000 người thiệt mạng. Có nhiều huyện chạy dọc sông Thu Bồn, gần 2.500 người chết, tàn phá nặng nề miền Trung. Các khu vực Đại Lộc, Quế Sơn gồm cả huyện Nông Sơn hiện nay, Điện Bàn, Duy Xuyên chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo thống kê thời bấy giờ, tại Đại Lộc, hơn 1.200 nhà bị trôi, 253 người chết, hơn 45.000 ăn lúa, bắp cùng vô số gia súc và tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại nặng nề nhất là các xã Lộc Quý, Lộc Sơn, Lộc Phước, Lộc Hòa, Lộc Vĩnh. Trong khi đó, toàn bộ nhà cửa, tài sản hoa màu của người dân huyện Quế Sơn, các thôn An Toàn, xã Hiệp Thuận, Bình Kiều, nay thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, Thạch Bích bị lũ cuốn trôi. Trận lũ lụt cũng khiến hơn 5.000 người ở khu vực này thiệt mạng và mất tích. Thời điểm đó, ngoài nước lũ, sạt lở đất cũng vùi lấp nhiều buôn làng, một số bệnh xá, cơ quan, đơn vị. Từ năm 1964 đến năm 2024, cũng đúng chu kỳ 60 năm, lại xuất hiện siêu bão Yagi. Liệu lịch sử có lặp lại với những thảm họa? Yagi là siêu bão hiếm thấy, theo chia sẻ của ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở khu vực Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và suy giảm về cường độ. Rất hiếm trường hợp mạnh lên thành siêu bão ngay trên khu vực Biển Đông. Hiện sức gió giật trên cấp 16, vượt qua thang đo cấp gió tại Việt Nam, đang hướng về miền Bắc thời gian duy trì cường độ cấp 16 của cơn bão này là hơn một ngày. Đây được coi là khoảng thời gian rất dài đối với một siêu bão ở Biển Đông. Theo ông Khiêm, bão Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất hoạt động trên khu vực Biển Đông trong khoảng 30 năm trở lại đây. Vì vậy, người dân không chủ quan nên tránh bão theo khuyến cáo của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn về tính mạng, chú ý thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão và hoàn lưu sau bão từ các cơ quan báo đài. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Cập nhật về ảnh hưởng của bão số 3 tại các địa phương, trong đó Hải Phòng từ sáng sớm mùng 7 tháng 9, gió cấp 14, giật cấp 17, mưa to. Thái Bình, cả đêm ngày mùng 6 tháng 9 cho đến dạng sáng mùng 7 tháng 9, toàn tỉnh có mưa, nhiều khu vực gió to. Tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 7, giật cấp 12, còn Hà Nội bắt đầu có mưa, Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, đến thời điểm sáng ngày mùng 7 tháng 9, đã có 17 tỉnh thành khu vực phía Bắc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 3, bão Iagi. Hầu hết các địa phương đều yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Iagi cho học sinh nghỉ học, không tổ chức các hoạt động vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9. Đồng thời yêu cầu các trường tổ chức trực bão 24 trên 24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên chủ động phòng tránh bão, tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các địa phương yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình trường học và di rời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu, sách vở đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, hỏng hóc, mất mát hạn chế tối đa thiệt hại do bão. Tại Hà Nội, chiều mùng 6 tháng 9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố tăng cường thông tin về diễn biến và tính chất nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 3, đề cao cảnh giác, thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của bão và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bão hiệu quả đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, nhất là tại các khu vực ven sông, bệnh viện, trường học, khu vực tập trung đông dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp. Tại Ninh Bình, theo đồn biên phòng Kim Sơn, huyện Kim Sơn, đơn vị đã sẵn sàng các lực lượng, phương tiện xử trí các tình huống ứng phó với bão số 3. Đặc biệt từ 8 giờ ngày mùng 6 tháng 9, đơn vị đã bắn 6 quả pháo hiệu đỏ cảnh báo bão, triển khai các tổ kiểm soát tại các tuyến đường từ D Bình Minh 2 ra Cồn nổi, huyện Kim Sơn tại huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở tại thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan. Hiện khu vực này đã xuất hiện những vết nứt lớn có nguy cơ cao sạt lở đe dọa đến sự an toàn của 10 hộ dân. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Bát Sát khẩn trương có phương án di rời người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đến các khu vực an toàn, chủ động phương châm 4 tại chỗ, đồng thời ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống cho người dân. Hiện nay, các sở ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan ở các địa phương vẫn đang khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn nhà cửa, kho tàng, trụ sở, trường học, bệnh viện, nhất là những nơi ven sông và các vị trí sung yếu khác. Đêm mùng 6 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện thứ 3 về bão Iagi. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 88 CDTTG ngày 6 tháng 9 năm 2024 yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão. Công điện gửi bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm mùng 6 tháng 9 năm 2024, bão số 3 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp 14, giật cấp 17. Từ ngày mùng 7 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, mưa lớn lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở Trung Du và miền núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện số 86 CDTTG ngày 3 tháng 9 năm 2024, và số 87 CDTTG ngày 5 tháng 9 năm 2024, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương, khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết, quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn. Giao các phó thủ tướng chính phủ theo lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện công điện này. Văn phòng chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đồn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đột xuất, phát sinh. Tin báo mới nhất của trang báo trên Tây Bắc Thái Bình Dương cho hay, sau khi băng qua đảo Hải Nam và đi vào Vịnh Bắc Bộ trong đêm qua, thì đến 1 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 9, khối mây hoàn lưu tâm bão có xu hướng đậm đặc trở lại, bão số 3 Iagi vẫn di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15 đến 20 km/h, cường độ vẫn giữ nguyên cấp 14 giật cấp 17. Đến khoảng 5 giờ sáng mùng 7 tháng 9, mắt bão số 3 đã hình thành trở lại trên Vịnh Bắc Bộ trong điều kiện môi trường thuận lợi, sức gió vẫn đang duy trì cấp 14 giật cấp 17, tâm bão vẫn đang di chuyển về phía Tây. Trong những cơn bão mạnh, mắt bão có đặc điểm quang mây và gió nhẹ bao khắp xung quanh là một thành mắt bão cao và đối xứng với những cơn bão yếu, mắt của chúng thường kém sắc nét và có thể bị che khuất bởi khối mây trung tâm dày đặc, một vùng mây dày, cao hiển thị rõ trên ảnh vệ tinh. Theo dự báo bão của Zoom Earth, bão Iagi đã trở lại vùng nước ấm ở vịnh Bắc Bộ, điều này sẽ khiến cơn bão mạnh hơn. Những cơn gió mạnh lên tới 200 km/h tấn công bờ biển phía Bắc Việt Nam gần Hải Phòng khi đổ bộ vào đất liền vào ngày mùng 7 tháng 9. Ngoài ra, bão số 3 dự báo đổ bộ miền Bắc nước ta với sức gió khoảng 140 km h cấp 13. Đây là cơn bão rất nguy hiểm. Người dân lưu ý theo dõi các bản tin tiếp theo và nếu có hướng dẫn của các cơ quan chức năng thì khẩn trương thực hiện để phòng tránh bão. Sáng mùng 7 tháng 9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết diễn biến mới nhất của bão số 3. Cụ thể, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng tây, tốc độ từ 15 đến 20 km/h tại khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Sau khi gây gió mạnh cấp 6 cho khu vực tỉnh Quảng Ninh, thì sáng và trưa mùng 7 tháng 9, gió sẽ mạnh lên và mở rộng ra ở khu vực này. Lúc 6 giờ sáng mùng 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng 160 km sức gió mạnh nhất cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km một giờ, giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện gió tại Bạch Long Vĩ đã mạnh cấp 12, giật cấp 14. Khu vực Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 12, tại Móng Cái gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có sóng cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6 đến 8 mét. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao từ 2 đến 3 mét, sau tăng lên 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 3 đến 5 mét. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 mét ở Thanh Hóa đến 2 mét ở Quảng Ninh vào chiều và đêm mùng 7 tháng 9. Ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng cần đề phòng nước rút khoảng 0,5 mét vào khoảng sáng và trưa mùng 7 tháng 9 các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sau khi gây gió mạnh cấp 6 cho khu vực tỉnh Quảng Ninh thì sáng và trưa mùng 7 tháng 9, gió sẽ mạnh lên và mở rộng ra ở khu vực này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, sáng mùng 7 tháng 9 mới là thời điểm mưa tại Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, cao điểm là từ trưa đến tối mùng 7 tháng 9. Với các tỉnh sâu trong đất liền, mưa sẽ diễn ra muộn hơn và thời gian mưa kéo dài hơn. Lượng mưa được dự báo tại khu vực Đông Bắc Bộ từ 100 đến 350 mm. Sáng đến trưa mùng 7 tháng 9, một số nơi có lượng mưa từ 100 đến 150 mm. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong sáng và trưa nay, bão số 3 gây gió trên đất liền sẽ mạnh dần lên và mở rộng dần xuống phía Nam, tỉnh Quảng Ninh, sau đó là các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định. Sóng lớn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ duy trì liên tục đến trưa hôm nay. Đối với các khu vực ven bờ, cảnh báo mức dâng từ 0,5m đến 2m. Trong đó, đặc biệt ở Quảng Ninh, mức dâng cao nhất có thể đến 2 mét. Cao điểm của thời gian xảy ra mức dâng trong sáng và trưa hôm nay. Sau khi gây gió mạnh cấp 6 ở Quảng Ninh, thì trong sáng và trưa nay, gió sẽ tiếp tục mạnh lên và mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả Hà Nội. Mưa tăng dần ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó cao điểm mưa xảy ra vào trưa và tối hôm nay. Đối với các tỉnh sâu trong đất liền, mưa sẽ bắt đầu muộn hơn và kéo dài. Lượng mưa đối với khu vực phía đông bắc bộ phổ biến từ 100mm đến 350mm. Trong đó, sáng và trưa nay, nhiều nơi có thể lượng mưa từ 100mm đến 150mm. Khoảng 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão trên đất liền phía đông bắc bộ. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía bắc, vị tuyến 15,8 độ, phía tây kinh tuyến 111,0 độ. Rủi ro thiên tai khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ, và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng cấp độ 3. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa cấp 4. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Đến khoảng 4 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Bắc Bắc Bộ, cường độ cấp 6, rủi ro thiên tai tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình cấp 3. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, cấp 7, giật cấp 8. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối mùng 7 tháng 9. Khu vực vịnh bắc bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua từ 6 đến 8 mét. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao từ 2 mét đến 3 mét, sau tăng lên 2 mét đến 4 mét vùng gần tâm bão từ 3 m đến 5 m. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 m ở Thanh Hóa, 2 m ở Quảng Ninh vào chiều và đêm mùng 7 tháng 9. Ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng cần đề phòng nước rút khoảng 0,5 m vào khoảng sáng và trưa ngày mùng 7 tháng 9. Từ hôm nay đến sáng mùng 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 mm đến 350 mm, có nơi trên 500 mm, mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ, tập trung trong ngày và đêm mùng 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ từ tối mùng 7 tháng 9 đến đêm mùng 8 tháng 9. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông, tố, lốc và gió giật mạnh. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo 35 tỉnh thành phố chủ động ứng phó bão số 3 gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Bắc Giang. Theo nhận định của các chuyên gia, bão số 3 Iagi đang diễn ra theo kịch bản rất xấu. Hồi 4 giờ ngày 7 tháng 9, Vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc, 108,7 độ kinh Đông trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách móng Cái Quảng Ninh khoảng 180 km về phía đông nam, cách Quảng Ninh Hải Phòng khoảng 220 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h đến 16 giờ chiều cùng ngày, khi trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình, bão có cường độ cấp 10 đến 11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão Iagi, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5 đến 7 m vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 m Ngày 7 tháng 9, gió và sóng biển giảm dần ở đây. Trên đất liền từ đêm nay và gần sáng ngày 7 tháng 9, Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày mùng 7 tháng 9. Từ nay đến sáng mùng 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ mưa lớn nhất tập trung trong ngày và đêm mùng 7 tháng 9. Tây Bắc Bộ mưa lớn nhất từ tối mùng 7 tháng 9 đến đêm mùng 8 tháng 9. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông, tố, lốc và gió giật mạnh do bão ảnh hưởng. Cũng do ảnh hưởng của bão Iagi, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao từ 2 đến 3 mét, sau tăng lên từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Trước mối nguy hiểm từ siêu bão Iagi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã ban bố tình trạng rủi ro thiên tai cấp 4, rủi ro rất lớn, với hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 3, rủi ro lớn, với các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Iagi đang là cơn bão duy nhất mạnh lên thành siêu bão và đổ bộ trực tiếp nước ta. Trước đó, cơn bão Rai năm 2021 cũng mạnh lên thành siêu bão khi vào Biển Đông nhưng tan dần trên Bắc Biển Đông không ảnh hưởng đến nước ta. Siêu bão Saola năm 2023 cũng đi vào phía nam của Trung Quốc thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của báo thanh hóa rất cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại